Ta đã biết một chút về căn bậc 2. Ví dụ nếu mình nói rằng 7 bình phương bằng 49. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là 7 bằng căn bậc 2 của 49. Căn bậc 2 thực ra là đang giải bình phương của một số ra thôi. Thực ra, ta có thể viết như thế này. Ta có thể viết căn bậc 2 của 49 là số nào đó nhân với chính nó thì bằng với 49. Và nếu mình nhân số đó với chính nó, nghĩa là nếu mình bình phương số đó lên thì mình sẽ thu được 49. Điều này sẽ đúng với bất kỳ số nào, không chỉ 49 đâu. Nếu mình viết căn bậc 2 của x, căn bậc 2 của x, và nếu mình bình phương số đó thì nó sẽ bằng x. Điều đó sẽ đúng cho bất kỳ số x nào mà ta có thể khai căn bậc 2 hay là khai căn bậc 2 số học. Thường khi khi bạn học toán lên cao hơn thì bạn sẽ thấy điều này thay đổi. Nhưng thường thì nếu mình lấy căn bậc 2 số học của một số nào đó thì x phải là số không âm. X phải là số không âm. Điều này sẽ thay đổi khi bạn bắt đầu nghĩ về số ảo và số phức. Nhưng thường thì với căn bậc 2 số học thì ta sẽ giả sử bất cứ số nào dưới căn, bất cứ số nào dưới đây thì sẽ là số không âm. Bởi vì thật khó để bình phương một số, ít nhất là những con số mà ta biết, nó thật khó để bình phương chúng và nhận được số âm. Vì vậy, để bình phương được xác định và có nghĩa thì thường là mình phải có một số không âm ở đây. Nhưng mà trọng tâm của video này không phải là căn bậc 2. Thật ra là ta chỉ đang ôm lại nó để ta có thể bắt đầu suy nghĩ về căn bậc 3. Vậy thì bạn có biết khái niệm của căn bậc 2 đến từ đâu không? Khái niệm của căn bậc 2 đến từ diện tích hình vuông. Nếu mình có một hình vuông như thế này và nếu cạnh là 7. Nếu nó là một hình vuông thì tất cả cạnh sẽ dĩ nhiên là 7. Và nếu ta muốn tìm diện tích này thì nó sẽ là 7 nhân 7 hoặc là 7 bình phương. Nó sẽ là diện tích của nó. Hay mình có thể nói nếu mình có một hình vuông thì nó không được giống hình vuông đẹp lắm. Nhưng mà chắc bạn sẽ hiểu là tất cả các cạnh bằng nhau. Nếu mình có một hình vuông với diện tích x, nếu diện tích ở đây là x thì chiều dài các cạnh sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là căn bậc 2 của x. Tất cả các cạnh sẽ là căn bậc 2 của x, nên đây sẽ là căn x nhân căn x, và cạnh này cũng sẽ là căn x, còn cạnh đó cũng là căn x. Khái niệm căn bậc 2 từ đó mà ra, từ hình vuông mà ra. Vậy bạn nghĩ sao về căn bậc 3? Cũng cùng chung ý tưởng thôi. Nếu mình có một khối lập phương, để mình có vẽ ra một khối lập phương thật nhanh ha. Nếu mình có một khối lập phương và vì các cạnh của nó có cùng chiều dài, nên đây là 2 nhân 2 nhân 2. Vậy thể tích sẽ là bao nhiêu? Thể tích sẽ là 2 nhân 2 nhân 2. Và đó là 2 mũ 3 hoặc là 2 lập phương. Đây là 2 lập phương. Đó là lý do tại sao họ dùng từ lập phương, bởi vì đây là thể tích của một khối lập phương. Trong đó mỗi cạnh của nó có chiều dài là 2 và đương nhiên kết quả sẽ là 8. Nhưng nếu ta làm ngược lại thì sao? Nếu ta bắt đầu với khối lập phương, nếu ta bắt đầu với thể tích này, nếu bắt đầu với thể tích khối lập phương và giả sử thể tích ở đây là 8 đơn vị, thể tích ở đây là 8. Và nếu ta muốn tìm chiều dài của các cạnh thì sao? Bây giờ nếu ta muốn tìm chiều dài của cạnh x là bao nhiêu? Đây là x. Đây là x luôn và đây cũng là x. Nó là một khối lập phương nên tất cả các cạnh có cùng chiều dài. Ta có hai cách để biểu diễn điều này. Ta có thể nói là x nhân x hoặc là x mũ 3 bằng 8. X mũ 3 bằng 8. Và ta có thể sử dụng ký hiệu căn bậc 3. Nó là ký hiệu căn với một số 3 nhỏ bên phải. Hoặc ta có thể viết x bằng, vì nó cũng sẽ giống với căn bậc 2 thôi. Đây là căn bậc 2 của 8. Nhưng để cho rõ ràng thì ta sẽ viết thêm một số 3 nhỏ ngay đây. Trên lý thuyết thì khi ta đặt một số 2 nhỏ đây, nhưng mà nó không cần thiết. Nếu không có số 2 đó thì ta mặc định nó là căn bậc 2. Nhưng nếu mà bạn tìm căn lập phương, hoặc đôi khi bạn nói là căn bậc 3, thì ta sẽ phải đặt một số 3 nhỏ đây này, ngay chỗ chữ V này của dấu căn. Đây là để nói x là một số nào đó, nếu bạn lập phương lên thì sẽ bằng 8. Xong phần đó rồi ha. Giờ hãy làm một số ví dụ nhé. Bây giờ giả sử nếu mình muốn tính căn bậc 3 của 27
căn bậc 3 của 27 thì kết quả sẽ là bao nhiêu? Nếu ta đặt cái này bằng x thì có nghĩa là x mũ 3 bằng 27, hoặc là 27 bằng x mũ 3. Vậy x là bao nhiêu? X nhân x nhân x bằng 27. Số mà mình có thể nghĩ ra là 3, nên ta sẽ có x bằng 3. Bây giờ mình có một câu hỏi cho các bạn. Liệu mình có thể viết được, mình sẽ chọn một mẫu mới. Liệu mình có thể viết được căn bậc 3 của âm 64 hay không? Mình đã nói về điều này khi mà làm về căn bậc 2. Thì thường là khi đặt một số âm vào đó thì ta sẽ không biết phải làm gì với nó, ít nhất là cho tới khi ta học về số ảo đã. Vậy ta có thể làm gì với cái này? Nếu mình có mũ 3 một số màu đó thì mình có nhận được số âm hay không? Chắc chắn rồi. Nếu mình nói số này bằng x thì cũng tương tự như nói là âm 64 bằng x mũ 3. Vậy x có thể là gì? Nếu bạn lấy âm 4 nhân âm 4 nhân âm 4 thì sao đây? Âm 4 nhân âm 4 là dương 16. Nhưng rồi âm 4 nữa thì bằng âm 64. Vậy x có thể là bao nhiêu? X có thể bằng âm 4. X có thể bằng âm 4. Vậy dựa trên những gì ta biết về toán đến hiện tại thì bạn thực sự có thể lấy căn bậc 3 của một số âm. Và bạn cũng nên biết là bạn không phải dừng lại ở đây, ta có thể lấy căn bậc 4. Và như vậy thì dấu căn ở đây sẽ có số 4, hay là căn bậc 5, căn bậc 6, căn bậc 7. Ta sẽ nói về điều đó sau. Nhưng hầu hết những gì bạn thấy phần lớn là căn bậc 2, thỉnh thoảng là căn bậc 3. Bây giờ bạn có thể nói là bạn biết chắc rằng 3 mũ 3 là 27, rồi lấy căn bậc 3 thì sẽ bằng x. Nhưng mà có cách đơn giản nào để khai căn hay không? Như bây giờ nếu mình cho bạn một số bất kỳ, nếu mình nói là căn bậc 3 của 125 thì sao? Câu trả lời đơn giản là cách dễ nhất để làm bài này theo mình là thực ra chỉ có cách là phân tích thừa số ra, và cụ thể là phân tích thừa số nguyên tố của số này, và bạn sẽ tìm được đáp án. Bạn có thể thấy là 125 bằng 5 nhân 25, mà 25 là 5 nhân 5. Vậy cái này sẽ giống như căn bậc 3 của 5 mũ 3 vậy. Căn bậc 3 của 5 mũ 3, và đương nhiên kết quả sẽ là 5. Nếu bạn có một số lớn hơn, không có cách nào đơn giản để tính ra căn bậc 3, hoặc là căn bậc 4, hoặc là căn bậc 5 của một số bất kỳ, thậm chí ngay cả căn bậc 2 cũng khó nữa. Không có cách nào đơn giản để tính căn như cách ta làm phép tính nhân hay tính chia cả.